Do ham chơi hơn ham học, lại thích son phấn điệu đà, Nghĩa đã bỏ vợ chị Ngọc. Do có ngoại hình tươi nhìn nên Nghĩa thu hút được vô số ánh mắt của cánh mày. Chị Phượng ơi, có khách thử đồ. Dạ. Xin lỗi em nha. Dạ, không có gì. Anh cần gì? Anh thử hai cái áo nè. Anh Thành hiện đang là kỹ sư máy tính cho một công ty lớn. Dưới sự si mê và tấm lòng chân thành, anh đã rước được Nghĩa về chung một nhà. Từ ngày lấy chồng, Nghĩa ở nhà làm nội trợ, rảnh rỗi xin nông nổi. Nghĩa đã theo lời rủ rê của người hàng xóm, rồi sa vào con đường cờ bạc lúc nào không hay. Đi qua chơi bài đi, có sòng mới mở lớn lắm nè, đi đi. Dạ thôi, hôm nay con phải ở nhà nấu cơm rồi đón con đi học về nữa. Chứ không lát nữa chồng con về mà không thấy con là ổng la chết. Trời ơi, hôm nay này mày tốt nè, mà tao thấy mày hổng này mày thua quá trời rồi. Đi gỡ lại đi. Thôi cũng được. Đi chút về thôi nha. Con vô lấy tiền, con chờ chút đi. Mẹ lên nha. Tâm lý càng thua càng gỡ khiến cho Nghĩa bị cuốn vào dòng xoáy cờ bạc. Cũng có những lúc thắng, nhưng phần lớn là lúc nào cũng cháy cuốn. Sao tới đặt vô vậy? Còn tiền ở đâu đặt? Đặt cho mày mượn. Lãi suất nhiêu? Cũng giống như mỗi khi thôi. Chị cho mượn 2 triệu. 2 triệu nha. Rồi. Từ từ nha, để cho mượn tiền nha. Rồi tôi cho mượn tiền cái thằng nha. Này. Hết luôn. Đúng thiệt rồi. Chuẩn bị, dở nha. Để tay lên nha, để tay lên thôi nha. Bỏ bê việc nhà, chồng con, anh Thành phải thường xuyên đón con khi nhà trường gọi điện thoại thông báo, khi còn một mình con anh ở trường, và hai cha con phải thường xuyên ăn cơm muộn. Mặc dù đã nhiều lần khuyên ăn, nhưng chị Nghĩa đánh chứng nào tật nấy, tức nước dở bờ, anh Thành đuổi vợ ra khỏi nhà. Nghe lời nào cũng hết được. Bắt đầu từ ngày hôm nay, không thấy mặt cô như vậy. Cô về với má tôi nha. Không có một cái loại vợ mà cờ bạc với cô. Chơi nữa không? Gì? Bỏ mà không anh, chỉ đừng có đuổi em đi mà anh ơi. Nói rồi, cấm cô bước vào cánh cửa này nghe chưa? Em ở ngoài nhà anh vô anh ơi. Anh ơi, mở cửa cho em anh ơi. Anh ơi, làm ơn mở cửa cho em vô đi mà. Anh ơi. Lần này anh Thành không động lòng trước lời năn nỉ của vợ. Anh quyết tâm không cho vợ vào nhà, nhằm mong chị thức tỉnh.
rời khỏi nhà chồng, nghĩa ra đi dưới hai bàn tay trắng, không học hành, không nghề nghiệp, liệu cuộc sống của Nghĩa sẽ ra sao? Nếu mà em muốn làm ở đây á, là lương á, một tháng 5 triệu, cộng hoa hồng trên tổng số tiền mà em bán được, em đồng ý không? Dạ, em đồng ý mà. Dạ, nếu mà được chị nhận vô làm thì em sẽ cố gắng hết sức ạ. Vậy chừng nào em làm được? Dạ, nếu được thì em làm ngay bây giờ luôn ạ. Chủ tiệm thời trang thấy Nghĩa có ngoại hình dễ nhìn, liền nhận lời ngay. Với kinh nghiệm hay đi mua quần áo và sự hoạt bát vốn có, Nghĩa làm vừa lòng nhiều khách hàng và bán được nhiều sản phẩm. Chống nắng tốt nhưng mà mặt rất là mát, nó không có nóng đâu chị. Em mặc áo này đẹp á, sáng da lắm luôn. Dạ, của chị là 295 ngàn. Alo. Đúng rồi của chị đó. Già lẩm cẩm quá, em giữ chị chạy ra liền nha. Nè con dạ, bỏ quên dạ. Đồ cưới con gái của ngoài tiệm rồi. Bây giờ con coi nhà tiệm giùm con nha. Dạ, cô chưa rồi cũng có khách rồi, con đóng cửa lại con uống nghỉ ngơi đi nha. Cô đi về liền nha. Dạ rồi, cô yên tâm. Nghĩa đã lấy trộm tiền trong ví của bà chủ để cờ bạc. Nghĩa tìm mọi cách phải có tiền để chơi tiếp và để trả các món nợ khác. Cũng như mọi khi, Nghĩa là trái cuối. Có tiền hả? Có tiền rồi. Chơi đi. Nói chung bữa nữa liệu. Con nhà đen quá à. Đang chơi vấn đề nào. Đi. Nghĩa quay lại tiệm quần áo để tiếp tục công việc. Vì Nghĩa tin chắc là không ai nhìn thấy Nghĩa lấy trộm tiền. Đây là công việc không kiếm tiền nhiều như mong muốn của Nghĩa, nhưng là nơi Nghĩa dung thân trong lúc khó khăn này. Được rồi, cô nhờ người ta giữ cho cô mà. Dạ, vậy hả cô? Nghĩa, sao không lấy tiền con bóp của cô? Cô nhớ lộn rồi đó. Hồi nãy cô đi là con đóng cửa, con đi ăn cơm luôn mà. Con đâu có lấy tiền cô đâu, lấy tiền chi? Chắc cô để quên đâu hả? Con nói cho thiệt nha, con lấy bao nhiêu tiền trong bóp của cô? Con nói không có phải không? Cô có camera kìa. Nghĩa không hề biết tại ngoài khu ngân có gắn camera. Bây giờ con muốn cô nên mọi hành động của Nghĩa đều bị camera. Tại con lỡ má con bệnh nên con cần tiền chữa bệnh cho má con. Con lỡ mượn của cô rồi con trả lại cô ơi. Con lấy bao nhiêu trong bóp của cô thì con lo mà trả lại nha chưa? Dạ. Đừng có để cô phải đưa con lên công an nha. Dạ. Con sẽ kiếm cách trả cho cô đừng đưa con lên công an nha cô. Bây giờ không tin ai được hết. Lệ Nghĩa phải vay tiền nóng để trả cho chủ tiệm quần áo, nếu không muốn vướng đến pháp luật. Trời đất ơi, không còn chỗ nào đi. Nghĩa đành quay về nhà mẹ trông coi cửa hàng nhà mẹ. Trời, ở nhà má đi chợ đó. Má đi đi. Làm bà hoài. Trời. Hôm nay bà đi đâu đây? Kiếm mày chứ chi? Kiếm tôi chi bà? Sao lâu rồi không thấy ghé tao vậy? Ơi, tiền nữa đâu mà tới không tới. Tiền hả? Không có thì tao cho vay. Mà mày còn có lời nữa. Thôi bà xạo bà. Tao nói thiệt. Có bao giờ nó xạo mày làm gì đâu. Nè, thấy mày tội quá. Cầm tờ, lấy xài đi. Chị hả? Sao nay bà tốt đột xuất vậy? Không tin hả? Cầm đi. Thiếu tiền tao cho dai. Mà mày còn có lời nữa. Ê,
Sao giống tiền giả vậy bà? Tiền thiệt? Giả gì? Thiệt không? Ừ. Lấy ha. Lấy đi. Giả đó. Tiền giả đó. Trả rồi bà. Đừng đưa tiền giả của tôi bà. Công an bắt tôi sao? Sao mà bắt được? Hồng tìm đến Nghĩa rủ rê và đưa cho Nghĩa tờ tiền giả 200.000 đồng. Mày đi mua hàng rồi người ta thúa tiền lại cho mày, mua ít ít thôi đó, có lời là chỗ đó đó. Trong lúc túng quẫn và gặp được cứu tinh, Nghĩa đã không ngờ mình đã bị Hồng lợi dụng để tiêu thụ tiền giả. Ông nhận giống tiền thiệt. Con ơi, bán đồ con mua gì vậy con? Dạ bán cho con một bánh này đi. Bánh đầy à? Đây con. Bao nhiêu nha cô? 20.000 con. Dạ tiền đây. Ủa sao 20.000 đi tiền lớn? Cô không có tiền thối. Dạ con, cô không có tiền lẻ. Hay là cô không có tiền thối thì thôi để cô vô cô đem thật coi thử nha. À có rồi con ơi. Chính Nghĩa cũng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng và trót lọt đến như vậy. Tiền giả đổi lấy tiền thật. Hay là mày về mày năn nỉ chồng mày, mày xin lỗi nó đi, rồi mày xin nó về nhà ở đi. Thôi, về bển cho ổng đánh, ổng đuổi đi nữa hả? Trời đất ơi, mày làm má cái kiểu gì vậy? Mày không có nhớ con mày à? Thì cũng nhớ nhưng mà... Nè mấy anh ai vậy? Ngồi xuống đi, hết cho tôi tiền nhà mẹ mày chơi. Tiền gì chứ? Chú ơi, tới lại chú. Này, chú ơi, làm gì đã phá hồn vậy? Má mày thiếu của tao 30 triệu. Qua tuần 30 triệu tôi sẽ trả đủ thôi. Tao cho một tuần lễ, nếu mày không trả, tao nhà mày nghỉ không? Chú ơi. Má, sao má thấy tiền tụi nó dữ vậy má? Mấy thằng này má bắt ơi, má đâu có tiền đóng lại cho nó. Nó công dồn 2-3 tháng lên nữa. Nhưng mà con thiếu tụi nó có 5 triệu thôi mà. Nhưng mà ác ôm. Con nó ngồi lên đây đi. Nghĩa nhẩm tính trong đầu, cộng hết số tiền mà mẹ cô đang có thì chỉ tổng cộng khoảng 5 triệu. Bán và cầm cố đồ trong nhà cũng được thêm 5 triệu. Để biến 10 triệu thành 30 triệu thì chỉ còn cách đổi tiền giả. Thì miễn sao con làm cho đủ thôi. Mày làm cái gì? Mày đừng nói tao mày đi đánh bài nữa nha. Đó, con đâu có điên vậy. Mình sẽ đi đổi tiền giả. Mày nói cái gì? Đi đổi tiền giả hả? Mày có khùng không? Bây giờ biết làm sao bây giờ? Nó hôm nay còn nói hăm dọa mình hả? Không những nó đốt nhà mình, nó còn giết luôn hai mẹ con mình đó. Công an mới bắt mày vô tù đó, mày biết không? Thì bây giờ mới chọn đi. Tụi nó cũng giết mình hoặc là đốt nhà. Nó muốn sao? Bà Chuẩn sau khi nghe Nghĩa đòi đổi tiền giả thì kịch liệt phản đối. Nhưng đứng trước nguy cơ cả nhà ra đường, công việc làm ăn ở cửa hàng nhang đèn cũng bị quấy rầy, bà bất đắc dĩ đồng ý với Nghĩa. Thì nói tâm lý của bà mẹ Việt Nam, nhất là bà mẹ càng ở vùng thôn quê, vùng xa xa tí xíu, thì có một cái tình thương con lạ lắm, vô điều kiện. Và khi thấy con gái của mình nó dứt khoát, nó muốn đổi đời như vậy và nó cũng đã thử rồi, thì thông thường cái người mẹ lúc đó vì cái tình thương yêu con vô điều kiện mà sẽ dễ trở nên mù quáng, mà rồi cuối cùng đứng về phía của con, rồi trở nên đồng lõa với con và cùng với con thực hiện những cái hành vi phạm pháp. Nghĩa nói với mẹ đã tìm được chỗ đổi 10 triệu tiền thiệt lấy 30 triệu tiền giả, nhưng chỉ trên 10 triệu mới đổi được tỷ lệ cao. Khi mà truy cứu trách nhiệm hình sự thì tòa án sẽ căn cứ vào cái số tiền, tức là cái trị giá của cái số tiền giả mà họ lưu hành là bao nhiêu. Ở trong trường hợp này thì là 30 triệu đồng thuộc vào khoản 2, tức là người nào mà lưu hành cái số tiền từ 5 triệu cho tới 50 triệu đồng thì cái khung hình phạt nó sẽ là
từ phạt tù từ 5 năm cho tới 12 năm. Chị, muốn gì chị? Bán cho mình con trái đi chị. Dạ, 10 ngàn chị. Dạ. Một chuyện có tiền lẻ đó chị? Không có đó, thối không mua. Thôi để tôi thối. Dạ, đây thối giùm đi anh. 500 còn lớn quá. Dạ, thông cảm, thối giùm đi hết tiền lẻ rồi. Thông cảm nha anh. Dạ, rồi cảm ơn nha. Dạ. Bao nhiêu vậy chị? Dạ, 30 cái tiền. Dạ, rồi thối giùm nha. Dạ, đủ, cảm ơn chị nha. Nghĩa chở mẹ từ Củ Chi lên xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh thăm người bà con. Trên đường đi, hai mẹ con ghé nhiều điểm tộc quá ven đường, dùng nhiều tờ tiền giả có mệnh giá 200, 500 để mua hàng hóa thiết yếu dùng trong gia đình để được thối lại tiền. Cho gửi nha chị. Rồi thối dùng nha. Dạ. Rồi, mua hai chai nước thôi hả, đưa tiền lớn như vậy. Trời, tặc quá mà không có tiền thối hả chị? Bình tĩnh. Làm gì, từ từ đi, làm gì cũng có. Tiền nè. Nè chị, 10 ngàn đi chị. Thối giùm đi chị. Tiền giả như ta. Trời ơi, tiền gì nó tiền giả như thối lẹ giùm tôi gấp lắm rồi. Lẹ đi chị ơi. Chúng tôi là công an hành sự. Tôi nghi ngờ bà này dùng tiền giả để mua bán. Tiền giả cái gì, trả lại đi cho tôi đi mua đồ mà mấy chú. Bây giờ tôi sẽ làm biên bản tờ tiền này. Mời chị về trụ sở để làm việc. Mấy chú tiền quá, trả tiền cho tôi đi mua đồ. Uống đi à. Quá trả tiền cho tôi đi. Tôi đi mua đồ. Chúng kỳ quá à. Tao gọi cho anh em hỗ trợ để bắt đối tượng. Buông cái gã đi. Do sự ý thức cảnh giác của người dân và bằng tinh thần trách nhiệm của các chiến sĩ công an, cuối cùng thì hai mẹ con bà Thượng đã xa lưới pháp luật vì hành vi lưu hành tiền giả.